đúng rồi. Thế đấy là cũng là ngu tham, thế là mất mẹ con, mất đứa con khổ. Mà cái con nhìn rõ ràng nhanh nhẹn, số nó không sống được. Chứ còn gì nữa. Ừ, nó đi làm rồi mà. Sao nó thấp quá nó nghỉ mà. Dạ? Tận Hà Nội, chỗ Minh ở. Nhậm nhụy lắm.